Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, we'll have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. Lỡ ô rất dâu sẵn sàng, thế bên kiệu vàng theo chàng về riêng.
反讽害你。
anh doanh nghiệp thì họ nhà trang đâu thì tôi tự giới thiệu là thứ nhất nhất là mẹ nhất ở Cao Hòa và người đáp của tôi đây mẹ sinh ở Cao Hòa. Hai là về biết ngoại thì có bạn đây là trưởng của họ ngoại bên là Cao Hòa và cô ruột ruột là em ruột cố Cao Hòa là cô ruột ruột là cô ruột ruột và tôi thì là chú ruột ruột của Cao Hòa và cùng các ông các bà các bác là của họ nâu nâu hoặc ngoại của Cao Hòa hôm nay thì đã đến đây đây là coi như là có cái lễ thật dài ăn hỏi và xin cưới thì báo cáo là cũng là bên nhà trai thì trước hết là xin giới thiệu như thế này các ông các bà bên bên họ nhà trai nắm được cái tài sản của nhà trai thì báo cáo với các ông các bà thì cũng được sự nhất trí của hai cháu và sự thống nhất của hai gia đình của hai họ thì hôm nay là bên họ nhà trai chúng tôi thì có cái lễ đến ăn hỏi lễ lập tài lễ xin cưới để cho cháu Ngọc về làm dâu gia đình của ông là Hải là anh của tôi đấy thì hôm nay thì có các cái lễ đến để thì thay mặt cho nhà trai để đến biết hết là được mang lễ đến để cáo yết trên tổ ông bà rồi báo cáo với các ông ông bà các cụ của là trong họ nhà gái là có cái lễ đến để thì xin các ông các bà các bác các anh chị là một trâu yêu yên ở cái lễ là ăn hỏi về đất tài về xin cưới nữa xin chân chân sắp sắp được cô là ông cha đã nói rồi trăm năm năm đầu này một ngày này một giờ hôm nay là một ngày này rất rất vui cho hai gia đình cho hai ngày đầu cho hai ngày gia đình nhà trang trang cũng ngày này cũng thiệu thành thành các ông cô các bà các bác các anh chị đều đón mọi người tôi đại diện cho nhà gái cũng là xem trận giống giống cho ông cụ chắc chắn là nếu nếu ngày hôm nay thì cũng phải phải nhưng mình cũng là đại diện cho thành phần cũng đó xin ra ra rất là cùng vui và cho cháu Ngọc và bạn đây là cháu bố của còn là cô thì các anh em là bên 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 ngoài là này này thế thế không thể thế thế biết được nhưng mà không không là đã thành công và phục vụ cho tôi là bà làm tổ cháu năm nay là khi chưa muốn muốn cái sự sự mang cháu nhà là nhiệm như không chấp thể không đi được được nên nên là không đưa quà số lớn đó còn là do là hiện nay là hai thì là ông bỏ cháu lên đi mà cũng là xin san chân thành là quân cấp của công công bà tăng bác anh thành lần này hai mươi là trò chơi này là tốt tốt và trăm năm năm một ngày này ngày ngày một giờ hôm nay thì có ba mươi cái lễ đấy để chúng tôi kia đi vào tổ và báo cáo cái hồ là hai cháu chính thức tình hình hiểu biết lâu ngày này nay nay hơn được được một cái buổi để báo cáo với họ thì các cụ mình cho sự họ khi những người bất thành luôn luôn lúc bây giờ là trăm trăm anh đây thì chờ chờ như ông bà nhận để cho anh lần trai đó là lễ ăn hỏi hỏi lễ xin suối lễ lễ lập tài có nghĩa là đầy đủ như ngày xưa tôi phải sáu lần đi như thế tôi với người sẵn sàng đi thì lễ thành giờ là nhưng bây giờ là trăm trăm đi của một trăm trăm thì đại diện riêng nhà trai trai thiệu đây 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 mà tôi cũng đại diện đây là bạn xin xin rất nhiều lễ trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt bao trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn thiết sẽ kết dây tơ hồng
đôi lớn lên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau đình đám duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đình đám duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên miếng cao ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa hai họ tình thông ra giờ khăn khít sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau tình đáng duyên thắm duyên nồng thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương đình đáng duyên tốt duyên lành hạnh phúc trăm năm không hề phai úa miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay miếng trầu miếng cau ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay sớm kéo núi cao em cũng...
bóng ma và thương bao giọt mồ hôi khắp má măng duyên đôi ta nên vợ thành chồng một túp lều trầy một vầng trăng tròn một vầng trăng tròn mà tha thiết yêu cho hết tơ lòng cho đến ngày mà tình yêu này một đời sung vầy thì đâu có chi lắm biến và chờ anh
sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Bye.
trong chiếc áo dài Việt Nam.
thành hôn cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Thì sau đây thì xin kính mời các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị, bạn bè của hai cháu sẽ về bên nhà trai để giữ phòng thật thà. Trời thương cho anh vui sống bên thiên nga. Ôi cao đẹp thay tấm lòng thủy chung. Tổ chức cho
tôi xin được thay lời cho gia đình Hoàng Nhà Trai, thay lời cho ông Trần Nam Hải, bà Hoàng Thị Phòng và chú rể Nam Hòa. Xin được trân trọng cảm ơn các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bà con khối phố, các cơ quan đoàn thể, các anh chị và các bạn của bốn họ hai bên gia đình đã không quản đường xá xa xôi, dành những thời gian quý báu nhất của mình trở về đây chung dự với ngày vui của gia đình. Chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ trong ngày đại hỷ hôm nay. Và thay mặt cho những người thực hiện chương trình, xin được trân trọng gửi tới toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị thân mến, hôn nhân là một việc trọng đại của cuộc đời mỗi con người. Và hôn nhân cũng là lời hứa cao nhất trong tình yêu, khi ta nhận ra rằng không thể thiếu được nửa kia của cuộc đời, và cả hai sẽ làm cho nhau hạnh phúc hơn, hoàn thiện hơn, tốt đẹp hơn. Yêu nhau đứng ở đằng xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần. Và anh còn son, em cũng còn son, ước gì ta được làm con một nhà. Trải qua năm tháng tìm hiểu, yêu thương và quyết định đi đến xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau, một ngày nọ Yến Ngọc nói với Nam Hòa rằng: anh về thưa với mẹ thầy, chầu cau xính lễ để định ngày cưới em. Và ngày hôm nay, mùng 9 tháng 11 năm 2018, tức ngày mùng 4 tháng 10 năm Mậu Tuất, ngày lành tháng tốt, có thể nói rằng thiên thời, địa lợi, nhân hòa, gia đình của nhà trai chúng tôi tổ chức lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho hai con. Và lúc này xin mời cô dâu chú rể cùng đứng dậy, cúi chào ra mắt và cảm ơn toàn thể quý vị. Và chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố lễ thành hôn mừng hạnh phúc cho Nam Hòa và Yến Ngọc chính thức được bắt đầu. Cảm ơn thầy lớn nhất cùng đi để chúc mừng hạnh phúc nha. Xin được cảm ơn những tràng pháo tay, những tình cảm đầy yêu thương của toàn thể quý vị dành cho cô dâu chú rể. Và lúc này để tỏ lòng cảm ơn tới toàn thể quý vị, xin mời cô dâu chú rể sẽ đi từng bàn rót nước mời trà tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời. Așa, cu chitara mea, dacă nici
soy ambicioso, Dios. La tiene fondo sus bani, bani, bani. Dacă tu-mi dai iubire și zi de zi funani, ca Bonnie and Clyde, să fiu tariu cu tine. Și-o să avem gal o iubire ca în filme. O iubire ca în filme. N-ai răspuns la telefon, nu flământesc o te balcon. Și-o să-l vezi cu ochii tăi cum ți-aduc flori în camion. Și răscânt așa. Rất vinh dự cho nhà gái chúng tôi hôm nay được tiếp tất cả các cụ công, các bà, các bác, anh, các chị, cho hai họ, bốn họ và tám họ, nếu tính họ ở đây thì nhiều lắm. Đại diện nhà gái, bà chị tôi có ủy quyền cho để có đôi lời phát biểu trước hội hôn của các cháu ngày hôm nay, tính theo các cụ công, các bà, các bác. Các cụ thường nói là trăm năm chọn một ngày chọn một giờ, mà đã đến giờ hoàng đạo là ngày hôm nay là hoàng đạo. Đại diện cho nhà gái chúng tôi đưa cháu Ngọc về để làm dâu gia đình và thiên tổ, và cũng đại diện cho nhà gái xin chân thành cảm ơn các cụ công, các bà và các bác, anh, các chị và anh em bè bạn gần xa đã về chung vui hạnh phúc cho các cháu. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng hạnh phúc các cháu. Và cũng chúng chính thức là giờ phút này là đại diện cho nhà gái chúng tôi xin trao dâu cho nhà trai, kể từ giờ phút này là chính thức để làm lễ thành hôn cho các cháu. Xin chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn ý kiến phát biểu trao dâu của vị trưởng đoàn đại diện của gia đình và nhà gái. Kính thưa quý vị thân mến, bao năm tháng đợi ngày chờ, niềm vui hạnh phúc bây giờ là đây. Lúc này xin mời cô dâu chú rể cùng tiến lên sân khấu để trao nhẫn cưới cho nhau. Xin được trân trọng kính mời. Và quý vị ơi, những màn thắp sáng ước mơ, thắp sáng hạnh phúc của những màn pháo hoa đã thắp lên. Chúc mừng tình yêu hạnh phúc của cô dâu chú rể. Một tràng pháo tay thật lớn cùng quý vị để chúc mừng. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng trở về với chiếc bánh gato, cùng chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, những tầng bánh gato biểu tượng cho sự xây dựng hạnh phúc, mái ấm gia đình mãi mãi bên nhau. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Thưa quý vị thân mến, yêu và được yêu là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời mỗi con người, là món quà quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta sau một thời gian đã quen biết, tìm hiểu và quyết định đi đến xây dựng hạnh phúc trăm năm với nhau. Đến ngày hôm nay, Nam Hòa, Yến Ngọc chính thức trở nên vợ chồng trước sự chứng kiến của đông đủ quý vị, anh chị và các bạn, đặc biệt là những người thân, bạn bè, đồng nghiệp của cô dâu chú rể. Vâng, thật là tuyệt vời. Trong hạnh phúc,
Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng đến với chiếc bánh cưới. Kính thưa quý vị thân mến, một mái ấm gia đình được xây dựng trên nền tảng yêu thương và được gắn chặt bằng tình yêu chung thủy. Lúc này cô dâu chú rể sẽ cùng tay trong tay cắt những tầng bánh cưới. Quý vị sẽ nâng chạm vào tay thật lớn, thật dài, thật nồng nhiệt để chúc mừng hạnh phúc chú rể Nam Hòa cô dâu Yến Ngọc. Xin mời cô dâu chú rể cùng tiến lên phía trước này và uống ly rượu ra bôi ạ. Ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng anh nhớ em. Lúc này tay trong tay cô dâu chú rể sẽ uống ly rượu ra bôi. Thề nguyện kể từ ngày hôm nay sẽ mãi mãi yêu thương nhau, mãi mãi thuộc về nhau trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị. Và quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay ngày vui, ngày hạnh phúc của hai con. Cha mẹ thân sinh ra chú rể Nam Hòa có món quà trao tặng cho hai con. Chúc hai con trăm năm hạnh phúc. Sau đây ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu ông Nam Hải và bà Hoàng Thị Phòng sẽ cùng lên sân khấu để trao cho hai con những món quà yêu thương trong ngày vui, ngày hạnh phúc của hai con hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Xin mời ông Trần Nam Hải cũng lên sân khấu để chụp vào tấm hình lưu niệm cùng với hai con trong ngày vui, ngày phúc hai con hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông ạ. Khi chứng kiến các con của mình khôn lớn, trưởng thành và đặc biệt ngày hôm nay xây dựng mái ấm gia đình mãi mãi hạnh phúc bên nhau, hiện diện trên sân khấu lúc này là bố mẹ của chú rể Nam Hòa, cũng là bố mẹ thứ hai của cô dâu Yến Ngọc. Quý vị sẽ dành tràng vòng tay thật lớn để chúc mừng gia đình. Món quà tiếp theo ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu gia đình chị gái anh rể của chú rể Nam Hòa. Kính thưa quý vị thân mến, hiện diện trên sân khấu lúc này là sự hiện diện của chị gái cùng với anh rể của chú rể Nam Hòa đang có những món quà. Và lúc này xin mời quý vị cùng chúc mừng gia đình anh chị của chú rể Nam Hòa cùng với chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Xin mời. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và ngay sau đây ban tổ chức tiếp tục trân trọng kính mời lên sân khấu gia đình anh trai, chị dâu của chú rể Nam Hòa cũng có món quà trao tặng cho hai em trong ngày vui, ngày phúc của hai em hôm nay. Xin mời bố mẹ cùng với toàn thể gia đình chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để chụp tấm hình lưu niệm của cả gia đình ngày hôm nay. Xin mời ông Trần Nam Hải và Hoàng Thị Phong, gia đình chị gái anh rể cùng với gia đình anh trai chị dâu của chú rể Nam Hòa sẽ lên sân khấu để chụp tấm hình lưu niệm, lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời của cả gia đình ngày hôm nay. Một gia đình kiểu mẫu, một gia đình thật là tuyệt vời, thật là hạnh phúc. Thay cho những lời chúc mừng tốt đẹp nhất dành tặng cho cô dâu chú rể cũng như mừng hạnh phúc cho gia đình, xin được một tràng pháo tay thật lớn của quý vị để chào đón cô tươi ạ. Tôi là cô của hai cháu, tôi xin chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc toàn thể hội hôn mạnh khỏe. Sau đây tôi xin hát một làn điệu quan họ tương phùng tương ngộ. Yeah.
Vâng, xin được cảm ơn giọng hát của bác rất nhiều. Kính chúc bác và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thân mến, chúng tôi vừa nhận được rất nhiều những bản đăng ký, những tiết mục văn nghệ thật là hay, thật là ấn tượng, thật là hấp dẫn để chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Và để khép lại cho chương trình tổ chức lễ thành hôn ngày hôm nay, trân trọng kính mời quý vị sẽ cùng đến với bài Pirama, đúng không ạ? Của các cháu mầm non do cô Yến Ngọc đã dạy dỗ cho các cháu. Xin được trân trọng kính mời các cháu. Chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Mas ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois de tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Thật là tuyệt vời. Xin cảm ơn các cháu đã mang về đây một tiết mục thật là ấn tượng, thật là hấp dẫn để chúc mừng hạnh phúc cho chú Nam Hòa, cô Yến Ngọc và gửi tới tất cả quý vị trong khán phòng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa trải qua những giây phút thật tuyệt vời bên lễ thành hôn của Nam Hòa và Yến Ngọc. Luôn cầu chúc cho cô dâu chú rể trăm năm hạnh phúc mãi mãi bên nhau. Chúng tôi cảm nhận được rằng quý vị chưa muốn chia tay với chúng tôi và chắc chắn chúng tôi cũng chưa muốn chia tay với quý vị. Nhưng giờ đồng hồ đã hết. Lúc này xin được trân trọng cảm ơn tới sự hiện diện của tất cả quý vị đã về đây chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu chú rể. Kính chúc quý vị và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc cô dâu chú rể trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngồi tựa